Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vớt vát cho Đảng, Quốc hội đẩy Phạm Phú Quốc về đảo Sip. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nói với truyền thông Việt Nam vào hôm 17 tháng 9 năm 2020 rằng việc bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Phạm Phú Quốc được đưa vào chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Như vậy, ông Phạm Phú Quốc, người bị phát hiện có quốc tịch đảo Sip vào hồi tháng 8 vừa qua, sẽ bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, chứ không được cho thôi nhiệm vụ như đơn xin của ông. Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đang làm thủ tục để trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc tại kỳ họp thứ 10 tới đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Phú Quốc trong vai trò đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Theo luật tổ chức Quốc hội hiện hành, trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận định rằng ông Quốc rất am hiểu luật pháp nhưng vẫn vi phạm và không hề báo cáo với Quốc hội. Do đó, đây là lỗi nặng cần xử lý nghiêm túc, bãi nhiệm theo Điều 40 luật tổ chức Quốc hội, chứ không thể cho thôi nhiệm vụ. Hơn nữa, ông Quốc đã biết tới trường hợp của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, cũng là đại biểu Quốc hội, có thêm quốc tịch của Cộng hòa Malta và đã bị Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội, nhưng ông Quốc vẫn làm sai. Bên cạnh đó, chính ông Quốc là người đã tham gia xây dựng luật tổ chức Quốc hội sửa đổi thông qua vào tháng 6 vừa qua, trong đó quy định đại biểu chỉ có một quốc tịch là Việt Nam mà thôi. Ông Phạm Phú Quốc, 52 tuổi, quê Quảng Trị, từng giữ các chức vụ như Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng Công ty Bến Thành. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho ông Phạm Phú Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, ông Quốc được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, viết tắt là IPC. Ông Quốc đã trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu vào năm 2016. Việc ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch bị bại lộ sau khi hãng truyền thông Algeria của Qatar vào hồi cuối tháng 8 đã đăng hồ sơ đảo Sip cho hay Sip đã cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la có thể sở hữu hộ chiếu nước này. Trong danh sách các cá nhân đã mua được hộ chiếu đảo Sip mà Algeria tiết lộ có đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ của Việt Nam. Trước đó vào hồi cuối tháng 8, ông Phạm Phú Quốc đã gửi đơn xin thôi đại biểu Quốc hội, thôi chức Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận sau khi bị phát hiện có hai quốc tịch. Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng nhận định về việc ông Phạm Phú Quốc lén mua hai hộ chiếu đã trở thành công dân Cộng hòa Sip với giá 2,5 triệu đô la là biểu hiện tột đỉnh của một người đạo đức giả. Nhà báo Nguyễn Như Phong viết như sau: sở dĩ tôi dám nói như vậy vì ông là đương kim đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang giữ thẻ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn ông cũng đã từng nói tại diễn đàn của Quốc hội về những thứ tốt đẹp. Ở đảng bộ, chắc chắn ông từng cao giọng răn dạy mọi người về lòng trung thành, về đạo đức của người đảng viên. Và chắc chắn ông phê phán không thương tiếc những ai có biểu hiện mơ hồ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, về lối sống, tư bản chủ nghĩa. Ấy vậy mà ông lẳng lặng tính đường chuồn ra nước ngoài. Có lẽ ông đã cảm thấy những việc làm của ông có gì sai, mờ ám hay sao, và sớm hay muộn thì cũng biến thành củi. Cho nên ông học lời cổ nhân có câu, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Ông đúng là loại đạo đức giả, mà trong các loại giả thì đạo đức giả là ngụy biện nhất. Nó phá hoại xã hội khủng khiếp hơn rất nhiều so với hàng giả, tiền giả, thậm chí cả trí thức giả. Loại đạo đức giả này trong xã hội của ta hiện nay đầy rẫy, và thực lòng tôi rất ớn khi nghe những lời dạy dỗ cao đạo của ai đó. Tôi không tin những lời sáo rỗng, trơn lươn về đạo đức người cộng sản của ai đó trên các diễn đàn. Nhà báo Nguyễn Như Phong đã nói như vậy. Và việc ông Quốc xin thôi đại biểu Quốc hội khiến dư luận càng bức xúc. Giữa nhiều lựa chọn thì ông Quốc đã chọn xin ra khỏi Quốc hội, chứ không chọn xin trả lại quốc tịch đảo Sip. Đây là hình ảnh nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Chu Đình đã từ bỏ quốc tịch Anh để thỏa mãn điều kiện ứng cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đưa ra ý kiến và gọi đây là sự chéo ngoe khi Đảng chọn Phạm Phú Quốc vào Quốc hội để đại diện cho nhân dân Việt Nam, còn ông Quốc thì lại chọn đảo Sip làm tổ quốc của mình. Câu chuyện nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Chu Đình vào năm 2018 để đủ điều kiện ứng phó vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, tức là cơ quan hoạt động giống như Quốc hội của đặc khu hành chính, khi đó mới 22 tuổi,
đã từ bỏ quốc tịch Anh để trở thành ứng cử viên của đảng Democratic, khiến người dân Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi so sánh với những đảng viên, những đại biểu quốc hội, những cán bộ cấp cao về hệ thống chính trị và những đại diện quyền lợi và phẩm giá dân tộc lại mua chui quốc tịch ở xứ tư bản dễ chết để tìm đường thoát thân, hạ cánh an toàn khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì cho rằng sự tha hóa của nhiều cán bộ cấp cao ở Việt Nam không chỉ là gửi tiền ở nước ngoài mà nay đã đạt đến mức độ tội phạm và cả ở mức độ phản bội khi các tham quan phải trốn chạy khỏi Tổ quốc bằng con đường tìm kiếm hộ chiếu ở nước ngoài. Ông Chu gọi đây là những quan tham, những kẻ tham nhũng từ cơ chế, những kẻ tội phạm muốn lẩn trốn dưới sự che chở của hộ chiếu nước ngoài. Đây là nhóm tội phạm, dù là tội phạm đã bị vạch trần hay đang được che giấu. Nhà báo Hoàng Linh thì đề xuất như sau. Theo luật tiếp cận thông tin, luật tổ chức quốc hội, tôi đề nghị điều tra toàn diện về Phạm Phú Quốc. Tôi không chấp nhận ý kiến tôn trọng nguyện vọng hai quốc tịch và xin thôi nhẹ nhàng của đại biểu quốc hội gian dối về quốc tịch. Ở đâu đó chấp nhận giả tạo nhưng nhân dân thì không. Thế nhưng cuộc trốn chạy bằng con đường nhập quốc tịch nước ngoài của quan tham các nước cộng sản và đặc biệt ở Việt Nam đã trở thành phong trào nở rộ, được những người chiến sĩ cộng sản trung quyên của đảng âm thầm theo đuổi bằng tất cả sức lực, tâm huyết và tài sản tích lũy trong cả sự nghiệp vẻ vang cống hiến cho đảng, phục vụ nhân dân. Đây là hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam bà Hồ Thị Kim Thoa sau hàng loạt vi phạm đã lánh nạn ở châu Âu. Theo báo Dân Việt trong nước, tính đến tháng 5 năm 2019, có 1.200 đối tượng là cán bộ nhà nước bị truy tố và bỏ trốn ra nước ngoài. Trong số này, 235 người đang bị Interpol truy nã theo yêu cầu của Bộ Công an Việt Nam. Gần đây nhất là trường hợp cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, người bị khởi tố vào hôm 10 tháng 7 năm 2020 với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nhưng từ vài năm nay, bà đã cao chạy xa bay ở trời Âu. Và không có bà Thoa thì làm sao xử lý được vụ án Sabeco giao 6.000 m2 đất vàng của nhà nước cho liên doanh Sabeco Paid? Vậy làm sao có thể bắt được bà Thoa bây giờ? Ông Phạm Nhật Bình khi đúc kết những kinh nghiệm trong quá khứ của Bộ Công an đã chỉ ra hai con đường. Một là Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa tổ chức một toán mật vụ thân tín sang Pháp để bắt cóc bà Thoa như đã từng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Tuy nhiên, hành động này chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam không dám lặp lại vì những phiền toái ngoại giao cũng như công pháp quốc tế trong vụ Trịnh Xuân Thanh đã đủ cho Hà Nội lấy làm kinh nghiệm sương máu. Và lại bà Thoa chắc chắn cũng không đến nỗi ngu và chủ quan như Trịnh Xuân Thanh để bị dụ ra khỏi hang cho mật vụ Việt Nam ra tay. Phương pháp thứ hai là Việt Nam sẽ nhờ cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol ra lệnh truy nã rồi bắt và dẫn độ về Việt Nam. Nhưng điều này cũng không dễ dàng chút nào vì phải biết bà Thoa đích xác đang ở đâu thì mới có thể nhờ Interpol được. Người ta còn nhớ năm 2017, Tổng giám đốc công ty tơ sợi dầu khí Vũ Đình Duy bị truy tố nhưng đang ở nước ngoài chữa bệnh từ năm 2016 và không về. Sau hai lần phát lệnh truy nã, đến nay vẫn chưa bắt được Duy, tuy có lời đồn đoán rằng Duy đang sống vui vẻ ở Ba Lan. Facebook Đoàn Kiên Giang thì nhận định rằng nếu trước đây quan chức cộng sản lót ổ hạ cánh bằng biệt phủ xa hoa thì nay họ còn dọn sẵn đường để rút lui bên ngoài quê hương xứ sở. Đây là hình ảnh hãng tin Agera tiết lộ có đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ của Việt Nam đã mua quốc tịch đảo Ship. Facebook Trần Thanh Cảnh thì cho biết chuyện Madame Thoa có quốc tịch Pháp hay Phạm Phú Quốc có quốc tịch Ship chỉ là chuyện nhỏ, chuyện các quan to lớn hơn, giàu hơn chạy ra nước ngoài càng ngày càng đông với cái danh sách dài dằng dặc và dài tới mức mà tay nhà văn Danh Lam Nguyễn đã nói rằng cái danh sách ấy có khi phải dài tới 3 km. Nhà báo Song Chi cũng nhận định như sau, thật ra hai anh Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ này là không may bị lộ thôi, chứ trong đám quan chức cấp cao của Việt Nam, khối kẻ đã lặng lặng tìm cách mua quốc tịch nước ngoài hoặc cho gia đình con cái sang nước ngoài kinh doanh, học hành rồi tìm cách có visa ở lại. Đến khi các quan về hưu thì cứ ung dung mà hạ cánh an toàn ở xứ người. Độc quyền lãnh đạo suốt 45 năm mà vẫn không thể xây dựng được đất nước thành một quốc gia đáng sống. Để rồi không chỉ dân thường mà các quan to, quan nhỏ cũng tìm đường lũ lượt kéo nhau ra đi. Nhưng cái khác ở đây, dân thì ra đi tay trắng, xưa là thuyền nhân, 5 phần sống, 5 phần chết giữa biển khơi. Bây giờ thùng nhân, 5 phần sống, 5 phần chết trong những container đông lạnh và đủ kiểu ra đi, đủ kiểu chết. Còn các quan thì ung dung đáp máy bay với hàng đống tiền bạc của cải vơ vét và ăn cướp được của nhà nước biến ra nước ngoài. Các bạn và quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 với bản tin vớt vát cho Đảng, Quốc hội đẩy Phạm Phú Quốc về đảo Ship. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de